có tiềm năng tăng giá. Chọn những khu vực có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai để đầu tư mua nhà. Như các khu vực gần trung tâm thương mại, giao thông thuận lợi, khu chợ. 2. Nâng cấp và cải tạo nhà. Sau khi mua nhà, bạn có thể cải tạo, nâng cấp để tăng giá trị cho căn nhà. Điều này cũng giúp thu hút khách hàng khi bạn quyết định bán lại. 3. Theo dõi thị trường. Luôn cập nhật và theo dõi diễn biến thị trường bất động sản để biết được thời điểm tốt nhất để bán nhà với giá cao nhất. 4. Tính toán cẩn thận trước khi bán. Hãy tính toán cẩn thận về chi phí cần bỏ ra và lợi nhuận chủ yếu để đảm bảo rằng bạn có thể thu được khoản tiền lớn hơn khi bán nhà. 5. Tiềm năng sinh lời cao. Khi đầu tư mua nhà và chờ đợi tăng giá để bán lại, bạn có cơ hội kiếm được khoản lợi nhuận hấp dẫn sẽ tăng trưởng giá trị của bất động sản. 6. Bảo vệ giá trị tài sản. Đầu tư vào bất động sản là một hình thức đầu tư an toàn và ổn định, giúp bảo vệ giá trị tài sản của bạn khi biến động của thị trường. 7. Dòng tiền ổn định. Ngoài việc sinh lời từ việc bán nhà sau khi tăng giá, bạn cũng có thể thu được lợi nhuận từ việc cho thuê nhà trong thời gian chờ đợi tăng giá. 8. Tăng khả năng tài chính. Khi bán lại nhà với giá cao, bạn thu về số tiền lớn, giúp tăng cường khả năng tài chính và mở ra cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực khác. Đầu tư dài hạn. Bất động sản là một loại hình đầu tư dài hạn, giúp bạn xây dựng một nguồn thu nhập ổn định và bền vững trong tương lai. 10. Nhớ rằng, việc đầu tư vào bất động sản không phải lúc nào cũng đem lại lợi nhuận và cần phải có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư. Cảm ơn quý khách và các bạn đang nghe bài về làm giàu bất động sản, đất đai, nhà ở. Hãy thường xuyên nghe tin kế tiếp để thêm kiến thức về mua bán nhà, làm giàu nhanh. Chúc quý khách, khán thính giả, các bạn nhiều may mắn và thành công. Hẹn gặp lại bài kiến thức tiếp theo.